Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình Thời sự Thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Liên Hợp Quốc công khai bác bỏ lời kêu gọi bỏ phiếu kín của Nga về Ukraine. Nga ném bom khắp các thành phố Ukraine vào giờ cao điểm, kể cả thủ đô Kiev. Đức triệu tập khẩn cấp nhóm G7 theo yêu cầu của Ukraine. Quân đội Ukraine tiến công nhanh, Nga dựng rút lui ở mặt trận phía đông. Và ngay sau đây là phần tin chi tiết. Liên Hợp Quốc công khai bác bỏ lời kêu gọi bỏ phiếu kín của Nga về Ukraine. Kính thưa quý vị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 10 tháng 10 đã bác bỏ lời kêu gọi của Nga, yêu cầu cơ quan bao gồm 193 thành viên của tổ chức này bỏ phiếu kín vào cuối tuần này về việc có lên án động thái của Moscow nhằm sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng một phần ở Ukraine hay không. Với 107 so với 193 phiếu thuận, Đại hội đồng đã quyết định sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết lên án cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp và âm mưu sáp nhập bất hợp pháp của Nga. Các nhà ngoại giao cho hay, cuộc bỏ phiếu về nghị quyết có thể sẽ diễn ra vào ngày 12 hoặc ngày 13 tháng 10. Trong 86 nước còn lại, chỉ có 13 quốc gia phản đối bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết, 39 quốc gia bỏ phiếu trắng và 34 quốc gia còn lại, bao gồm Nga và Trung Quốc, đã không bỏ phiếu. Nga đã lập luận rằng cần phải tiến hành bỏ phiếu kín bởi vì việc vận động hành lang của phương Tây có nghĩa là có thể rất khó khăn nếu quan điểm của các quốc gia được thể hiện công khai. Trong cuộc họp vào ngày 10 tháng 10, Đại sứ Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia của Nga đã đặt câu hỏi về việc thúc đẩy lên án Moscow. Điều này có liên quan gì đến hòa bình và an ninh hay việc cố gắng giải quyết xung đột? Ông còn mô tả nỗ lực nói trên là một bước nữa tiến tới sự chia rẽ và leo thang, và tôi chắc chắn đây không phải là thứ mà đa số các nước trong căn phòng này cần. Sau khi Đại hội đồng quyết định sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai về dự thảo nghị quyết, Nga đã cố gắng vận động để cho cơ quan này xem xét lại quyết định, nhưng không thành công. Trước đó, Moscow đã sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng một phần ở Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, sau khi tổ chức trưng cầu dân ý tại các tỉnh này. Ukraine và đồng minh tuyên bố các cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp và mang tính cưỡng ép. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia không công nhận động thái của Nga, đồng thời tái khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đại sứ Liên Hợp Quốc Ukraine Sergei Kristina cũng đã kêu gọi các nước bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga đã phủ quyết một nghị quyết tương tự trong Hội đồng Bảo an, bao gồm 15 thành viên vào tháng trước. Moscow đã và đang cố gắng tránh sự cô lập của quốc tế đối với mình sau khi gần 3/4 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu khiển trách Nga và yêu cầu nước này rút quân trong vòng một tuần sau khi Nga phát động cuộc xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Trước đó, hồi tháng 4, trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu để đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền, Moscow còn đe dọa các quốc gia khác rằng việc bỏ phiếu đồng ý hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được coi là không thân thiện với Nga và sẽ phải gánh chịu những hậu quả trong mối quan hệ với Nga. Các động thái tại Liên Hợp Quốc tương tự những gì xảy ra vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Và lúc đó, tại Hội đồng Bảo an, Moscow phủ quyết dự thảo nghị quyết phản đối cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Crimea vào Nga và kêu gọi các quốc gia không công nhận việc này. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau đó đã thông qua nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp với 100 phiếu ủng hộ, 11 phiếu chống và 58 phiếu trắng chính thức, trong khi 20 quốc gia không tham gia bỏ phiếu. Nga ném bom khắp các thành phố Ukraine vào giờ cao điểm, kể cả thủ đô Kiev. Nga đã ném bom các thành phố trên khắp Ukraine trong giờ cao điểm vào sáng thứ Hai, một động thái rõ ràng để trả thù sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vụ nổ trên cây cầu dẫn đến Crimea là một vụ tấn công khủng bố của Ukraine. Tên lửa đã tấn công Kiev vào đầu giờ sáng, là cuộc tấn công dữ dội nhất vào thủ đô kể từ khi Nga từ bỏ nỗ lực chiếm nó trong những tuần đầu của cuộc chiến. Theo hãng tin Reuters, thi thể của một người đàn ông đã được trông thấy nằm trên đường tại một ngã tư đông đúc, xung quanh là những chiếc xe bốc cháy sau vụ tấn công. Một hố sâu lớn khoét vào lòng đất bên cạnh một sân chơi trong công viên trung tâm Kiev.
Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Lviv, Ternopil và Zhytomyr ở phía tây của Ukraine và Dnipro cùng với Kramatorsk ở miền trung Ukraine. Họ đang cố gắng tiêu diệt chúng tôi và xóa sổ chúng tôi trên mặt đất, tiêu diệt những người đang ngủ tại nhà ở Zaporizhzhia của chúng tôi, giết những người đi làm ở Dnipro và Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trên Telegram. Tiếng còi báo động của cuộc không kích không lắng xuống khắp Ukraine, có tên lửa tấn công, thật không may có người chết và bị thương. Tại một trong những ngã ba đường đông đúc nhất của Kiev, một miệng hố lớn xuất hiện sau vụ nổ ở giao lộ. Ô tô đã bị phá hủy, các tòa nhà bị hư hại, các nhân viên cấp cứu đang có mặt tại hiện trường. Hai chiếc ô tô và một chiếc xe tải gần miệng hố đã bị phá hủy hoàn toàn, cháy đen và thủng lỗ chỗ viên mảnh đạn. Cửa sổ đã bị thổi bay khỏi các tòa nhà tại đại học Taras Shevchenko của Kiev. Lực lượng vệ binh quốc gia với đầy đủ trang bị chiến đấu và mang theo súng trường tấn công được trông thấy xếp hàng bên ngoài một tòa nhà của công đoàn giáo dục. Thủ đô đang bị khủng bố Nga tấn công. Các tên lửa đã bắn trúng các vật thể ở trung tâm thành phố, ở quận Sachemkovsky và quận Solomianski. Mối đe dọa vẫn tiếp diễn. Thị trưởng Vitaly Klitschko đăng trên mạng xã hội. Các đường phố trung tâm của Kiev đã bị phong tỏa bởi các nhân viên thực thi pháp luật và các dịch vụ cứu hộ. Các cuộc không kích trả đũa của Nga diễn ra sau vụ nổ làm hư hỏng cây cầu duy nhất bắc qua eo biển Kerch tới bán đảo Crimea mà ông Putin vào hôm Chủ nhật gọi là hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự cực kỳ quan trọng. Ông nói trong một đoạn video trên kênh Telegram của Điện Kremlin. Điều này do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine nghĩ ra, thực hiện và ra lệnh. Ukraine đã không nhận trách nhiệm về vụ nổ trên cầu, nhưng đã ăn mừng trước vụ việc. Các quan chức cấp cao của Nga đã yêu cầu Điện Kremlin phản ứng nhanh chóng trước cuộc họp của Hội đồng An ninh vào thứ Hai. Cây cầu là một tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng của Nga ở miền nam Ukraine và là biểu tượng cho sự kiểm soát của Nga đối với Crimea, bán đảo mà nước này tuyên bố sáp nhập sau khi quân đội chiếm giữ nó một cách phi pháp vào năm 2014. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trước cuộc họp rằng Nga nên tiêu diệt những kẻ khủng bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời của ông cho biết, Nga chỉ có thể đáp trả tội ác này bằng cách trực tiếp tiêu diệt những kẻ khủng bố, cũng như thông lệ ở những nơi khác trên thế giới. Đây là điều mà người dân Nga mong đợi. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã trích đáp trả. Chiến thuật duy nhất của Putin là khủng bố các thành phố yên bình của Ukraine, nhưng ông ấy sẽ không phá hủy được Ukraine. Đây cũng là phản ứng của ông ấy đối với tất cả những người muốn nói chuyện với ông ấy về hòa bình. Putin là một kẻ khủng bố chỉ biết nói chuyện bằng tên lửa. Vào đầu ngày thứ Hai, các cuộc pháo kích của Nga cũng đã phá hủy một tòa nhà chung cư khác ở thành phố Zaporizhzhia. Thống đốc khu vực Alexander Starov cho biết, một quan chức thành phố nói rằng ít nhất một người chết và 5 người bị thương trong vụ tấn công. Các cuộc không kích trước bình minh là cuộc tấn công tên lửa thứ ba của Nga nhằm vào các tòa nhà chung cư trong thành phố trong vòng 4 ngày. Thành phố này là nơi mà các lực lượng của Nga chưa bao giờ chiếm được, là thủ đô của một trong 4 khu vực bị chiếm đóng một phần mà Nga tuyên bố sáp nhập. Nga đã phải đối mặt với những thất bại lớn trên chiến trường kể từ đầu tháng 9 khi các lực lượng Ukraine tràn qua tiền tuyến và chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ ở phía đông bắc và phía nam. Ông Putin đã tìm cách đáp trả những tổn thất bằng cách ra lệnh huy động hàng trăm ngàn quân dự bị, tuyên bố sáp nhập lãnh thổ bị chiếm đóng và nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Đức triệu tập khẩn cấp nhóm G7 theo yêu cầu của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý với Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz về việc triệu tập khẩn cấp cuộc họp G7. Đồng thời thảo luận với ông về việc gia tăng áp lực đối với Nga và khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine đã thông báo điều này trên Twitter, Uninform đưa tin. Đồng ý với Thủ tướng Olaf Scholz của Đức giữ chức Chủ tịch G7 trong một cuộc họp khẩn cấp của nhóm. Bài phát biểu của tôi đã được lên lịch. Chúng tôi cũng thảo luận về vấn đề gia tăng áp lực đối với Nga và hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, ông Zelensky viết. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10, Đức đã đề xuất kế hoạch hạ giá khí đốt bằng cách thành lập liên minh người mua với các nước đói năng lượng ở châu Á để thuyết phục các nhà xuất khẩu lớn giảm chi phí. Thủ tướng Olaf Scholz đã trình bày ý tưởng với các nhà lãnh đạo EU bên lề của hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Praha. Theo kế hoạch,
Đức sẽ sử dụng vị trí chủ tịch của nhóm G7, nhóm mà nước này nắm giữ cho đến cuối năm, để thành lập một liên minh toàn cầu nhằm giảm giá khí đốt. Trước đó cùng ngày, hãng tin Euroinform cũng đưa tin Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lớn vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine trong sáng ngày 10 tháng 10. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 38 mục tiêu trên không của đối phương. Quân đội Ukraine tiến công, Nga dừng rút lui ở mặt trận phía đông. Tại Tosky và các ngôi làng khác trong vùng Donetsk, hầu hết quân đội của Nga đã bắt đầu rút lui sau cuộc tấn công dữ dội của Ukraine. Trận chiến ở miền đông Ukraine đang ngày càng gay gắt trong bối cảnh các lực lượng Kiev cố gắng tiến vào khu vực Luhansk. Hàng ngàn binh sĩ Nga đã rút lui khỏi khu vực giới tuyến trong những ngày gần đây, để lại những dấu vết của sự tàn phá. Hố bom, xe cộ cháy rụi nằm ngổn ngang dọc các con đường dẫn về phía mặt trận phía đông. Sau khi quân Nga rút lui khỏi làng Tosky ở vùng Donetsk, người ta bắt đầu thấy quân đội Ukraine tuần tra trên đường phố. Thật là khủng khiếp, những người hàng xóm của chúng tôi đã rời đi do chiến sự, Antonina, một người dân ở Tosky nói với Al Jazeera. Tuy nhiên, hiện tại quân Nga đã rút lui. Một nông dân tên Dima nói, chúng tôi đã ngồi trong tầng hầm của mình trong 3 đến 4 ngày, pháo kích diễn ra liên tục và sau đó quân Nga rút vào trong rừng. Tình hình chiến sự diễn biến căng thẳng. Báo cáo từ Tosky, cách 15 km về phía đông của thành phố chiến lược Liman, phóng viên Charles Trafford của Al Jazeera cho biết các khu vực xung quanh ngôi làng đã bị nghiền nát, để lại nhiều phương tiện bị phá hủy, một số có xác bên trong, dọc theo con đường đến Kremlin, nơi các lực lượng của Nga đang tập hợp lại. Vào ngày 9 tháng 10, quân đội của Ukraine thông báo giao tranh ác liệt xung quanh các thành phố Bakhmut và Avdiivka ở Donetsk. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh, tình hình xung đột vẫn đang diễn biến rất phức tạp ở hai thành phố này. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine tiếp tục tiếp cận thành phố Kremlin do Nga quản lý và tiến vào khu vực Luhansk. Vũ khí phương Tây đã giúp cho quân đội Ukraine giành lại nhiều vùng lãnh thổ hơn trong tháng qua. Vào đầu tháng, Điện Kremlin tuyên bố chính thức sắp nhập Donetsk, Luhansk cũng như các khu vực phía nam Zaporizhzhia và Kherson. Bốn vùng lãnh thổ là hành lang đất liền quan trọng giữa Nga và bán đảo Crimea được Moscow sắp nhập vào năm 2014 và cùng khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine. Dưới áp lực ngày càng tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội của mình, bổ nhiệm một tướng mới lãnh đạo cuộc xung đột chống Ukraine sau khi hứng chịu một loạt thất bại quân sự. Ukraine đã giành lại hơn 1.170 km2 đất ở khu vực phía nam Kherson kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào cuối tháng 8, quân đội của nước này cho biết vào ngày 9 tháng 10. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy miền Nam Natalia Komeniuk cho biết Ukraine đang đạt được tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần thực hiện nếu muốn giành lại lãnh thổ cũng như ổn định cuộc sống cho người dân, bà nói trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.vtv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.